quý vị khán giả đã đến với chương trình Đoán Tuổi Như Ý. Chương trình Đoán Tuổi Như Ý cho Đài Truyền Việt Nam thực hiện phát sóng hàng tuần lúc 11 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình VTV3. Và mong rằng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà cũng hãy dành tình yêu cho chương trình cũng như là cho tất cả những người nghệ sĩ đến tham gia. Bởi vì khi đến đây, ngoài cái việc là họ sẽ phải đoán tuổi của những người tham gia ra, cái điều quan trọng hơn hết đó là mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Cũng như là bên cạnh đó, chúng ta sẽ có một vài thông tin mà chúng ta có thể sẽ được củng cố lại trong cái kiến thức của mình. Thông tin về văn học, về nghệ thuật, về thể thao, về lịch sử, vân vân. Rất là nhiều những điều thú vị sẽ tìm thấy trong chương trình Đoán Tuổi Như Ý của chúng ta. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai chủ nhà, đó chính là nghệ sĩ Huỳnh Lập và Hoa hậu Hương Giang. Chào Hương Giang. Dạ, xin chào anh Nghĩa, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình cũng như là quý vị khán giả trong trường quay. Có cảm giác giống như là dường như cái bàn tay nó không có khớp với lại cái giọng nói của mình lắm á. Ồ vậy hả anh? Thôi ra đi em. À. Em vẫn phải ra. Không, thực ra anh thấy cái điều này đang rất là thú vị. Dạ. À, nhưng mà có điều là cái thể hiện của đôi tay nó chưa có ăn khớp lắm với những cái điều mà Hương Giang nói. Không, bởi vì có thể là do là không có phải là một hoa hậu cho nên là cái cảm giác là đưa tay đôi chân không có hợp phù hợp lắm. Cái tay nó hơi ngắn so với cái mình của em. Không sao, mọi người cứ mạt sát em đi. Thực ra là hôm nay đến cái em mệt quá anh ơi. Sao vậy? Thắng nhiều quá người nó mệt á. À trời ơi. Thắng nhiều quá người nó mệt á. Nói chung là trong cái hoạn nạn mình mới biết được rằng là ai chân thành với mình, đúng không? Cho nên là ngày hôm nay em sẽ cố gắng em báo thù. Anh thấy rằng những người đến tham gia ban đầu ai cũng rất là vùng vã với em. Dạ. Nhưng mà sau đó dường như không ai muốn chân thành với em nữa trơn á. Thế là phong thủy đó. Phong thủy đúng. Ừ. Vậy ngày hôm nay có thể cho em một ân huệ em đổi phong thủy với dì Giang được không? Em muốn ngồi bên chỗ của Hương Giang đúng không? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ mời em về vị trí của Hương Giang. Hương Giang về vị trí của Quỳnh Lập. Đi nào. Đi thôi. Đổi chỗ. Đúng rồi. Trời ơi, lại về đây chứ. Không, quay hai vòng đi cho nó đúng phong thủy. Cái góc bên đây em có tự tin với cái gương mặt của mình không? Ừ, không biết có máy quay nào hướng bên này không ta? Tất cả các máy quay đều tập trung vào hoa hậu hết rồi em ạ. À. Ủa, đi làm mấy bữa trước là không có máy nào bắt cận em hết hả? Chúng ta sẽ chờ đón hai người chơi ngày hôm nay, diễn viên Dương Thanh Vàng và Lê Trang. Anh Vàng. Ủa Lê Trang, anh đi đâu đây? Em đi đâu vậy? Anh đi chơi game show. Em cũng đi chơi game show. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, vui quá nè. Dạo này anh khỏe không? Anh khỏe, ba má anh khỏe, em khỏe không? Ba má em khỏe, em không khỏe. Hả? À, dạo này anh có bạn gái chưa? You win. Chị xin anh Vàng gửi lời chào đến toàn thể quý vị và bỏ qua câu hỏi của Lê Trang vừa rồi. Ủa nó nghe nè, cái tiết mục vừa rồi là chấm dứt một cách ngang ngược vậy đó hả? Dạ. Cái em còn hụt hẫng với cánh chấm dứt của anh nữa, em không hiểu luôn. Nó chơi, nó hỏi tới cho gia đình em thì còn nói làm gì nữa. Anh có cảm giác giống như là các em đưa anh ngược về quá khứ đó, cái thập niên 80 đó, khi mà những anh em nghệ sĩ chúng ta đúng hay rồi. Có một cái màn gọi là song tấu á, ra là hỏi thăm khỏe không, sao rồi giờ này ba má anh sao rồi, đi đâu vậy, đâu vậy? Tôi đi đám cưới còn anh đi đâu đây, tôi cũng đi đám giỗ, có chuẩn bị tiết mục gì chưa đó, má chồng là đoạn đó đó. Rồi hai đứa có chuẩn bị tiết mục gì chưa? Chưa. Ủa tới đây kêu trời, tới đây chơi anh. Đây nè, nhìn xuống dưới đi, hai cái con người kia đẹp đúng không, bên đây thì cũng quen biết quá trong nghề rồi, cũng duyên dáng nghe không. Các em muốn chọn về đội nào nè, có cần anh gợi ý không? Anh gợi ý đi. Đây em tự giới thiệu với em luôn. Đó nói chung là anh đã quay cũng khoảng chừng rất là nhiều số rồi, chỉ có một số hai số duy nhất anh được vào vòng đặc biệt thôi, nhưng cũng không có thắng em mà. Nếu như em có đủ can đảm để có thể trải qua những vấp ngã cùng anh thì em cứ về đây. Hôm nay Quỳnh Lập đã quyết định đổi phong thủy, chuyển cái vị trí ngồi của mình qua bên đây, hy vọng rằng may mắn sẽ đến, cho nên là biết đâu chúng ta về đội Quỳnh Lập mình sẽ may mắn thì sao. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy đó. Em nghĩ là đối với một hoa hậu thì cần phải có một nam vương đi theo kèm. Trời đất ơi. Đồng ý. Thôi đừng nói nhiều nữa, em qua đội anh Lập rồi. Rồi đợi chị Giang đi, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ có những cái người đến tham gia cũng độc đáo lắm, cũng duyên dáng lắm.
họ sẽ thể hiện tài năng của họ ở đây. Mình trò chuyện cùng với họ và sau đó mình phải đoán số tuổi của họ. Và nếu như đoán đúng thì số điểm của mình sẽ giữ nguyên, không thay đổi. Hiện nay thì mỗi đội đang có 100 điểm. Mà nếu như mình đoán sai thì cái sai số đó sẽ được nhân lên hệ số 3, hệ số 4, hệ số 5 tùy theo từng vòng mà chúng ta tham gia. Chúng ta ở vòng 1 thì sai số sẽ nhân lên 3 lần nha. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ với người giấu tuổi đầu tiên. Mận áo dài vô là thấy đẹp liền á. Cùng sai với em ba. Không, em mận cái áo dài đó là bung chỉ áo dài luôn đấy em ơi. Cái áo dài đó phải may gấp đôi cái size đó thì mới vừa với em. Ồ vậy hả? Tưởng cùng sai lát ra mượn để dành đi hát. Dạo này chuyển qua hát nhiều lắm. Em chuyển qua hát luôn. Em chuyển qua hát. Không, nghe nói là Trang hát hay lắm. Dòng nhạc gì vậy Trang? Em hát dân ca bolero. Không, hồi xưa có nghe Trang hát qua nhẹ nhẹ rồi. Đúng là hay thiệt. Làm câu tặng mọi người thử coi. Làm câu quen thuộc ha. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông dòng đường dài. Là được nha, là hay đó. Dạ. Em nhìn tương lai em có dài thiệt không? Em thấy càng ngày càng có một khúc là thấy ngắn đi. Em bị ngắn đi anh. Không còn dài ra nữa. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ em xin chào hai đội chơi và mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Hồng Tươi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Hồng Tươi, nhưng rất tươi. Nhân viên văn phòng là về lĩnh vực gì bé? Dạ em làm bên mảng marketing ạ. Marketing hả? Dạ. Của công ty về kinh doanh về cái gì bé? Dạ mỹ phẩm ạ. Mỹ phẩm. Hèn chi da mà mặt nha. Trắng mịn màng luôn nha. Mời em thể hiện cái phần gì đó để anh chị dễ đoán hơn nữa không? Dạ thì đến đây em cũng xin thể hiện bài hát Duyên Phận ạ. Không mấy giờ hai chị em hát song ca với nhau đi. Nói rồi đó. Yeah. Sao mà dạ, trùng hợp vậy? Dạ được. Chị lên song ca với em. Mời lên Trang lên luôn. Lên luôn đi em. Trời ơi mấy khi mình được hát. Nó nghe nè Trang. Lên đây nó nghe nè. Cơ hội cho em. Nó nghe nè. Dạ. Một mình em trong số 4 con người đó được tiếp cận đối tượng ở một cái khoảng cách rất là gần nha. Dạ. Cái bộ mình hát mình nắm tay cái mình quắt vai. Cái giờ bộ lâu lâu mình sờ má cái này coi da dẻ anh chết sao rồi, bà kia. Bán ngày nay bà bán mỹ phẩm sờ má bà quánh một lớp rồi em sờ lỡ rụng cái lớp phấn đó. Ủa, thì bà cào, em sao? Em cào cái lớp mỹ phẩm ra hiểu anh không? Nhẹ nhẹ anh mới đắp lên. Dạ dạ. Rồi em đó, ơi em cơ ơi. Cơ hội cho em đó. Đó, người ta mặc áo dài ta hát bolero hợp nha. Em hiện tại đang hơi bị gốc cơ đó cho nên cẩn thận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Ta vừa mới chứng kiến một cái màn song ca nam nữ. Em hả? Cái gì vậy? Anh ơi, anh ấy. Cái gì vậy? Em mẹ nó.
khi mà Trang á, Trang vừa lên thì mình nhìn cái hình dáng, cái phong cách ăn mặc thì mình tưởng là không hợp. Nhưng khi Trang hát cái câu này thì em thấy bạn lên hợp vô cùng này. Thầy mẹ vui hơn thì đúng luôn. Thì mẹ đúng là luôn. Con gái. Thì đó. Thì Trang cái câu hát luôn ạ. Trang thì giống như là một cái chàng trai mà đi cô gái đứng nhìn bé. Cảm giác hè muốn á. Thế thì chắc là thấm vô hốt luôn nữa. Cho em hỏi câu được không? Câu gì? Em nhiêu tuổi? Đi về. Em hát bolero hay lắm em. Trong đó anh nghe đậm chất rock hay thiệt. Đúng rồi anh. Anh phải đẩy em lên, em đang thi chương trình bolero mà anh làm vậy chết em rồi. Mấy ai hát bolero mà có rock được ở chỗ phải không? Em giỏi lắm đó. Sao có em là dính là được rồi. Thì đó. Nhớ ủng hộ CD mới của em nha. Ok em. 10 năm sau em ra. Em ơi, chương trình này mình đâu có giới thiệu sản phẩm đâu cưng. Ai vậy hả? Xin lỗi chị Giang. Nãy giờ mình lên đó mình cái hát kế anh ta, mình quan sát gần vậy rồi đó. Bây giờ cho một cái dự đoán đi. Đó, cái quan trọng là mình bao nhiêu tuổi nè. Mình may mắn mình tiếp cận được với đối tượng. Khi em lên rất trẻ. Trẻ lắm. Rất trẻ. Ủa tươi quê đâu? Em quê ở Bạc Liêu. Bạc Liêu hả em? Bạc Liêu huyện nào em? Em ở huyện Giá Rai á. Giá Rai hả? Dạ. Cưng học trường nào? Em học trường trung học phổ thông Giá Rai. Giá Rai luôn đúng anh không? Người ta hay gì hỏi dữ vậy? Không, tại chung quê, mình hỏi em bé đó. Em lên đây bao lâu rồi? Dạ em đây cũng 5-6 năm rồi. À, 5-6 năm wow, rồi. Dễ thương rồi, trên này bé học còn mấy? Dạ em học quận 5 ạ. Em học trường nào quận 5 nè? Em học trường kinh tế đối ngoại. Rồi cảm ơn cô. Yeah. Em đoán bạn này sinh năm 1999 là số rất 20 đẹp. Tuổi. 20 tuổi. Đội Dương Thanh Vàng và Hương Giang đoán là 20 tuổi. Còn Lê Trang với Quỳnh Lập. Thì bây giờ theo em nghĩ nha là lên đây khoảng 5-6 năm, nếu như là em nói 5-6 năm thì 18 tuổi là phải là xách lúa gạo lên đây học. Thì 18 tuổi thì cộng thêm là đi làm học cao đẳng chừng 3 năm là xong rồi. Là 18 chứ 3 là 21. 21 mà bà đi làm thêm 2 năm rưỡi nữa thì cũng lắm bà này cộng thêm 23. Cái năm là cỡ 22-23 gì đó. 23. Thì đáp án con số là... cuối cùng là 23. 23 tuổi. Một gợi ý của chương trình. Bài hát kỷ niệm. Trong bóng đêm tôi về. Đi về nơi xa. Cuộc tình lẻ loi. Biết em về đâu mùa hạ. Hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh biết. Đi về nơi xa với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Cái bài này nó ra đời vào cái năm nào? Là năm sinh của bạn ấy. Với cái bài hát vừa rồi là không thể nào mà họ nói chính xác cái bài hát đó vào năm nào được, tại vì rất là khó nhớ. Nhưng mà em nghĩ là có một cái giai đoạn gắn liền với bài hát đó là Làn Sóng Xanh, giai đoạn chín mấy 2000, cho nên là em nghĩ con số của em là hợp lý. Bây giờ tụi em sẽ giảm xuống 1 tuổi, còn 19 tuổi. 19 tuổi. Còn Trang với Lập thì sao? Với cái sự kiện hồi nãy mà mình đoán bạn này 23 tuổi là hơi bị dư. Dư đúng không? Dư luôn á, cho nên là mình trả là chút xíu, tầm 20, 21. 20, 21 hả? Cái thời điểm rực rỡ nhất của Làn Sóng Xanh là 2000. Em chết với tụi anh rồi. Thì tụi em cũng đang suy nghĩ là cái số 23 nó vừa vượt trội với bé quá. Tại vì lúc đứng trả là bé rất trẻ. Bây giờ muốn trả lại còn nhiêu? Trả lại 20. 20 tuổi. Dạ, 19-20. Vậy thì bây giờ em cho mọi người biết đi. Đội nào em muốn cho biết đáp án trước? Dạ em xin cho đáp án trước của đội chị Hương Giang ạ. Rồi. Đáp án của đội chị Hương Giang và anh Vàng là 谢谢 Cô ấy không phải sinh năm 1999. Vậy thì đội Quỳnh Lập, Lê Trang thì sao? Dạ, dự đoán của đội anh Quỳnh Lập và chị Lê Trang là 99 hả bé? Dạ đúng rồi, em sinh năm 99 ạ. Cái số tuổi của em làm cho nó náo loạn hết trơn trọi á. Em nói cho mọi người biết đi, công việc hiện tại của em là gì? Dạ em công việc hiện tại em đang là sinh viên trường cao đẳng kinh tế đối ngoại học năm 2. Không, anh nói đang đi học. Đang là sinh viên. Chúc em thành công nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn mọi người. Làm như đổi phong thủy, nó hợp thiệt á nghe. Hai em đoán chính xác tuổi của cô bé đó, giữ nguyên 100 điểm không thay đổi. Bên đây đoán sai số là 1 tuổi, cho nên là mình bị trừ đi 3 điểm.
Mời các em gặp gỡ người giáo tuổi số 2. Tóc kiểu lá sách á, sách vở đó, khỏe nó có vẻ e ngại rụt rè lắm, giống như cái tuổi mà mới lớn rồi giờ đứng trước đông người á, thành ra mắc cỡ. Bình tĩnh cân đó, thẳng thớm lên, mình đẹp trai mà mình phải kiêu hãnh lên đó. Giới thiệu mình đi. Dạ em là Đỗ Đăng Trường. Hả? Đỗ Đăng Trường. Trời ơi, Đăng Trường luôn em. Dạ đúng rồi. Ủa, cũng Đăng rồi. Bây giờ em đang làm gì nè, còn đi học hay đi làm rồi? Dạ hiện tại em là diễn viên tự do ạ. Diễn viên tự do, em diễn ở đâu? Dạ em diễn một số sân khấu. À, có diễn nhóm, sân khấu trong nhóm rồi vậy. À, anh có học hành gì bài bản chưa em bé? Dạ em có học mà. Ở đâu học bé? Ở đâu? Dạ học cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Nếu như đã có học cao đẳng văn hóa nghệ thuật sẽ rơi vào hai trường hợp, một là đã ra trường, hai là vẫn còn đi học mà nói dối. Chính xác. Ừ. Hoặc là đang có nguyện vọng thi vậy đó. Trời đất, vậy là còn trẻ lắm á. Trẻ lắm mà. Khuôn mặt này trẻ mà. Nhưng mà trường hợp này nguy hiểm nha. Tại vì là diễn viên cho nên diễn ghê lắm. Đúng không, chỉ là không có học trường đó. Nhưng thấy là có cái sự run này là cái sự run thiệt chứ không có phải là run diễn. Giờ em muốn thể hiện tài năng nào của mình nè? Em sẽ hát với diễn. Hát với diễn. Đúng rồi. Em có cần diễn viên đóng không? Cần luôn, cần luôn. Chị Giang lên. Nhạc cái ta. Dạ không ạ. À thôi à. Chị Giang ơi, em đã từ chối ơi, nha. Em ơi, giỏ không chị? Chị ấy là hoa hậu đó em. Chị mới diễn cái đó đi. Không, có thể là trong cái tiết mục này á, em đã không cần hoa hậu. Dạ, mà nó cần những con người lầy lội giống như Lê Trang, Quỳnh Lập hay Dương Thanh Giàng chẳng hạn. Không phải anh, từ lúc mà bé trả lời câu là không, em nhìn chị Giang cái em nhớ cái câu Giang đang ở đâu thế Giang. Mấy anh chị đây vui thôi chứ không phải tạo áp lực cho em. Cho nên bây giờ bình tĩnh, tự tin thể hiện mình nha. Dạ. Đó. Yes. Diễn đi em, chị chúc em diễn tốt. Diễn tốt. Trời ơi, chị quyền lực quá. Ủa chị đâu, ơi đâu. À, chị chúc nhẹ lại, chị nhẹ chị lại thôi. Dạ. Diễn tốt nha bé, thành công như cuộc sống nha bé. Chị mình phải vỗ tay cho bé kính lệ bé. Lên đâu. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lặng lẽ. À cha hả? Ủa lặng lẽ nhưng phải lẽ lời. À sờ lời, sờ lời đó. Hỡi em về đâu mùa hạ. Hỡi em về đâu mùa đông. Đang kiếm ai vậy? Chắc chết quá. Alo. Rồi gì đi, điện thoại. Alo. Dạ, dạ con đây mẹ. Dạ hôm nay con được đi diễn vai anh Đăng Trường á. Con hát bài Đi Về Nơi Xa. Chung là con hôm nay con rất là vui luôn á. Vui nữa em ơi. Dạ. Vui nữa. Ở dưới quê mình có báo hả mẹ? Dạ. Mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe. Mẹ đừng có lo cho con. Con lên thành phố con tự lập được ạ. Dạ dạ. Ai nghe tiếng mưa sao lòng con nức nở. Tuổi thơ con khờ ngờ đôi biết nhờ ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con lắng dài ôi nhớ mẹ làm sao. Ê xong rồi. Ê xong rồi. Cái trường phái này lạ lắm luôn đó nghe. Không cần nhạc, tự ca, tự diễn, tự đệm nhạc cho mình vô cảm xúc luôn đó. Nhưng mà chị thích cái tâm lý của em đặt vào cái vở kịch. Em gọi về quê có bão. Thay vì người ta báo cái trời ơi, nhà mình có sao không mẹ? Ngập không mẹ? Mẹ đi ra ngoài có sao không? Không. Báo hả mẹ? Mẹ đừng lo cho con nha.
Tâm lý nó hay lắm mẹ. Cho nên suy ra là bạn này còn rất là non nớt. Đúng cả rồi. Về cái việc sắp xếp, cái tâm lý là cũng còn rất là nhỏ. Em xòe cho anh thêm hai bàn tay. Đây em ơi, bàn tay có đủ 10 ngón nha. Bạn xòe thẳng hai bàn tay. Bàn em tay quê đủ 10 ở ngón. Phú Yên hay Bình Định? Dạ Bình Định ạ. Của huyện nào Bình Định? Dạ huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định. Anh xem học có ba trường gì? Dạ trường Xuân Diệu. Trời đất ơi, không biết không gì luôn. Không đi qua gì. Chị, từ khi chị qua đó là chị duyên dáng hẳn ra luôn á chị Giang. Không phải đâu bé. Bên đây em thông thái hẳn ra. Mà trước đó là em có đi diễn nhiều chưa? Dạ em có diễn mấy cái nhóm trong lớp tổ chức. Thế em thấy với mái tóc trang trường, với mái tóc mà hai mái gì vậy, có nghĩa là ý của tiêu đề của em ấy muốn mang đến là sách vở. Cho nên là em ấy còn đi học. Chắc em chừng 18, 19 gì đó. Anh thì không nghĩ vậy Trang. Thôi đoán đi, cho Trang đoán xong đi đã nào. 19. 19 tuổi. Em thì không nghĩ bạn này nằm trong khoảng độ tuổi dưới 20. Bởi vì khi bạn đưa cái bàn tay lên á, em chủ yếu em xem là về cái những cái đốt chai sần trên ngón tay. Trời, sao thấy được? Người ta làm lụt từ nhỏ em. Người miền Trung á, thì thường thường rất là lam lũ. Và đặc biệt là những bạn nam miền Trung thường thường là phải phụ giúp gia đình nếu các bạn còn đang học ở nhà. Thì bàn tay của bạn này bây giờ nó đang rơi vào cái tình trạng là nó mỏng manh nhẹ nhàng từ từ. Thì bạn này đã lên đây cũng hơi khá lâu rồi. Thì em nghĩ bạn này sẽ rơi vào khoảng tầm 23 tuổi. Thì đây là dự đoán ban đầu thôi. Còn bây giờ em sẽ cho mọi người một gợi ý nè. Gợi ý của chương trình là máy bắt cận cảnh. Nào mời các bạn lên 10 giây quan sát thật gần anh ấy. Trời ơi lên chứ phải ăn người ta luôn như vậy. Xem bàn tay. Rồi. Quan sát thôi không có đụng chạm. Không được sờ vào hiện vật. Trời ơi, đồng hồ đẹp quá em, đồng hồ chiếu dữ vậy. Ê, giày Fila nè. Giày này giới trẻ hay mang lắm nè. Rồi, à, em nó rung quá, em bình tĩnh em, không có gì phải rung hết. Ừ, bình tĩnh, đừng có xỉu nha. Xỉu là chương trình không có quay tiếp, yên tâm em. Sau khi chúng ta quan sát cận cảnh xong rồi, bây giờ mình có muốn thay đổi cái đáp án của mình hay không? Em thật sự là em vẫn còn đang lấn cấn. Tại vì thực ra trong cái ngành của mình mà đi học mà diễn xuất á, thực ra nó đâu có giới hạn độ tuổi đúng không vậy? Cho em hỏi câu được hay là đoán luôn? Đoán luôn. À rồi dạ. Không em hỏi đi em, kệ anh Nghĩa, hỏi đi. Ủa vậy hả? Ừ hỏi đi. Sao bắt đầu lấn cấn chương trình quá vậy? Em diễn ra mấy năm rồi? Em có thể không trả lời. Em có thể không trả lời. Em có thể trả lời sai. Tùy vào em. Dạ em diễn tới đây 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thôi 21 tuổi. Okay. 21 tuổi. Chắc là khi nghe bạn ấy nói đã diễn 3 năm rồi, cho nên là quyết định cộng thêm 3 năm nữa thành 21. Đội bên đây có một sự thay đổi rất lớn. Bạn này vẫn còn đang học cấp 3 và 18 tuổi. 18 tuổi. Từ 23 kéo xuống còn 18. Trong khi Lê Trang thì nâng lên thành 21. Em trai, bây giờ em hãy nói cho mọi người biết kết quả của hai đội dự đoán về tuổi của em đúng hay sai. Em muốn nói bên nào trước cũng được. Dạ thưa anh Đại Nghĩa cùng các anh chị có mặt cùng khán phòng ngày hôm nay, đội của anh Quỳnh Lập dạ đón sai. Sai. Láng gì cười, láng gì cười. Ủa mình đúng chưa? Lát nữa nó nói là 22 tuổi đi rồi biết cái cảnh nha anh dữ. Ừ ở đó mà thần thái lên, thần thái lên. Ừ thần thái lên. Dạ đội của chị Hương Giang là sai. Sai. Sai luôn. Em đừng cười em, lỡ bé nó 17 tuổi là mình mệt đó em. Sao vậy? Bé 17 tuổi là mình mệt đó, mà cái sai số mình hơi bị xa đó mà nhân theo. Đúng rồi. Anh thề với em là em chỉ 16, 17, 18 thôi. Bên anh là đoán em vậy đó. Đừng có thề dội. Đừng có thề quá lát nữa là sai. Tối nhiều đó. Bé 20 tuổi. Em trai, em nói đi, tuổi thật của em là bao nhiêu? Dạ, tuổi thật của em là 19. 19 tuổi. Tại sao vậy? Chị ơi. Tại sao vậy? Bên kia kìa mới quan liệt kìa, 19 rồi tự động phân tích này kia đẩy lên nhỏ 21 tuổi. Em ơi, anh Nghĩa đó. Anh nói Trang, gì đâu. Cái vấn đề quan trọng hồi nãy là anh có hỏi ý em là em muốn lên hay không. Ủa cuối cùng là anh quay qua em hả? Anh vẫn hỏi mà từ đầu chương trình bây giờ em anh vẫn hỏi và tôn trọng người chơi. Anh Nghĩa chơi. Em thấy em bơ vơ với cuộc đời Trang này. Trang ơi, tất cả những khách mời ngồi đội Quỳnh Lập đều có cảm giác như vậy đó. Ủa vậy hả? Em không phải là người đầu tiên nha. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu. Chính xác. Em công việc của em hiện nay của em là gì? Đi học hay là sao? Dạ em còn đi học diễn viên ạ. Vẫn học diễn viên. À,
Là nó nhưng nói mà thiệt. Bé, mình vừa học hết cấp 3, mình vô dạ, đây đúng rồi. Không? Mới vừa cho vô nên là không? Còn nhớ nhà đúng không? Rồi, đúng không bé? Cảm ơn em trai đến với chương trình, chào em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Hai mươi mốt sai số với cậu bé này là 2 tuổi nhân với 4 là 8, trừ đi con 92. Còn mình đây sai số là 1, trừ đi 4 con 93. 93 không hơn nhau, thua nhau có cái điểm mà. Cứ bình thường bình tĩnh vậy mới chưa? Gây cân nha. Và cái dòng cuối này nè là cái dòng quyết định để coi đội nào vô dòng đặc biệt, sai số sẽ bị nhân lên gấp 5 lần. Chị nói giới thiệu qua một lần một thôi nha. Trời ơi, vừa tên vừa việc làm luôn. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khiên, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Rồi, tên tôi. Đó. Giới thiệu xong cũng ngơ ngác như chưa giới thiệu. Em biết tên anh nè, anh tên Đồng và làm nghề bắt Ba Khía. Có đâu, tên tôi Ba Khía đó. Anh tên Ba Khía luôn. Tên Ba Khía đó. Khía, bắt nghề là làm nông. Rồi, có ai muốn hỏi gì nữa không? Em nghĩ là sau chương trình này về, em phải đi đo cái mắt kiến. Em không thấy cái gì cả. Anh Ba Khía quê đâu? Anh hả? Quê ở Sóc Trăng đó em. Huyện nào Sóc Trăng vậy anh? Sóc Bãi Sóc Trăng đó. Sóc Trăng nghe chưa? Sóc Bãi ở Bòn Tân Na, Bòn Tân Na, Bòn Ơ đó. Nó đúng rồi, nó đó. Yeah. Ủa anh ơi, nhà mình làm nông đúng không ạ? Không sai. Dạ, hiện tại mình đang trồng cái mùa vụ gì? Mình chỉ trồng trái cây thôi. À, trái cây. Ví dụ trái gì anh, trái gì? Là ổi, rồi. Tóc. Rồi. Đó, chôm chôm. Dạ, bây giờ anh ơi, bữa nay mình đến đây là mình có cái tài năng gì mình thể hiện cho mọi người xem không ạ? Tôi dân miền Tây thì chắc chắn là tôi phải hát dân ca. Dạ, ôi mời anh. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn vương, Tiền Giang cái bè Gò Công Tân Phương, rạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn, đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên tàu Mỹ Thuận gió đưa. Cha dinh cha cũ đón chào mời nhau bánh tét, xa đất sang người yêu dấu tháp mười Tràm Chiên. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh. Hay quá anh ơi. Nãy giờ mình khai thác kia đó chắc cũng đủ thông tin rồi ha. Rồi ngoại hình ảnh vậy đó, không che giấu gì, cũng chả quá trang gì, không làm gì mập mờ mình hết. Giờ mình đoán đi, tuổi của anh là bao nhiêu? Ông anh ơi, nói thiệt là em nghĩ là nếu ở ngoài đời thì em chỉ gọi anh là anh. Thật sự thôi. Em nghĩ là anh trẻ, không phải là chú đâu. 35 tuổi. Thì tại cái gương mặt nó già dặn thôi. Mời Trang và Lập. 37. 37 tuổi. Và đây, gợi ý của chương trình, ngôi sao đồng niên Jennifer Lopez. Anh ấy bằng tuổi với Jennifer. Jennifer sinh năm mấy ra? Cái đó em tự em biết á, chứ giờ ở đây ai trả lời cho em. Ở nhà quê coi Cẩm Ly, Phi Nhung không, không có coi Jennifer. Chắc chắn là Jennifer không có phải ba mấy rồi đó. À, Jennifer là lâu rồi đúng không anh? Sao? Sau khi chúng ta hội ý thì có thay đổi gì hay không? Em đang tính xem là về đưa về số tuổi nó là bao nhiêu. À, bên đội em vẫn còn lớn cấn theo cái kiểu rằng là có chắc chắn là anh này là dân làm nông hay không? Là bởi vì những người làm nông á, thường á, da của họ sẽ phơi nắng phơi sương rất nhiều, và lúc nào nó cũng có sự lão hóa,
sớm hơn so với những người bình thường, già hơn một chút xíu. Ở đây có một cái thông tin rất là cụ thể là bằng tuổi với cô Jennifer Lopez, mà cô ấy thì chắc chắn là lớn tuổi hơn anh. Hương Giang, em đoán bao nhiêu? Em nghĩ là Jennifer sẽ sinh vào khoảng năm 1971. Là 48 tuổi. 48 tuổi. 48 tuổi. Huỳnh Lập, Lê Trang, hai em thế nào? Em nghĩ là chú cỡ sinh năm 72, 73 gì đó. 72, 72 là năm nay... 72 là năm nay 40, 47. 47. Ok. Xin thích nhà cũng có 1 điểm, ok. Coi như là thắng thua sẽ trong gang phất thôi. Rồi. Ok. 47 tuổi. Bây giờ thì Đại Nghĩa xin mời anh. Đây là dự đoán của hai đội chơi. Anh muốn cho đội nào biết kết quả trước? Thôi bây giờ Đại Nghĩa xin mời anh cho đội Hương Giang, Dương Thành Bàn nha. Đội Hương Giang. Đội Hương Giang nói không chính xác. Không chính xác. Còn Lê Trang, Huỳnh Lập nói anh 47 tuổi là đúng hay sai? Đội Lê Trang, Huỳnh Lập. Cũng chặt lắm luôn. Bây giờ là cao hơn hoặc thấp hơn? Nếu lớn hơn thì em thắng, nếu nhỏ hơn là đội bên anh Lập thắng. Dạ, vậy thì anh cho biết số tuổi thật của anh là bao nhiêu ạ? Sinh năm 1969. Yeah, chị ơi. 1969. Yeah, chị ơi. Trời ơi, bây giờ ơi, 1970 kìa. 1969 là chị em 50 tuổi. Thôi bé. Ôi. Nói rồi không nghe nè. Anh ơi, hiện nay là anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là đang ở dưới tỉnh ạ? Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, công việc của anh là gì? Công việc của tôi là thợ điện. Thợ điện, dạ. Và tụi em cũng cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt anh ạ. Cảm ơn anh nhiều. Cái phong thủy nó không có thật nha các bạn. Phong thủy nó không có thật. Không, phong thủy không có thật tại chỗ này. Đúng rồi đó. Mình đang 47 đúng không? Mình sai là tiếp 3 tuổi, mà 3 tuổi cái dòng này nhân tới 5 là 15 điểm trừ đi, còn lại là 77 điểm. Trời ơi. Mình đây sai là có 1 năm thôi và trừ đi 5 điểm là còn 83 điểm. Dĩ nhiên với cái số điểm này thì Hương Giang và Dương Thanh Vàng sẽ bước vào vòng đặc biệt. Còn Lê Trang, em về với đội Huỳnh Lập cho nên là cứ tiếp tục ngồi và theo ngồi dõi chơi, đội ngồi, bạn ngồi chơi. Chơi nước thôi, bình thường, vui vẻ. Vui vẻ đi, ráng vui đi em. Bởi vì chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt ngay bây giờ. Vòng đặc biệt của Đoán Tuổi Như Ý. Bắt đầu. Chúng ta đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Đoán Tuổi Như Ý với phần tham gia của đội Hương Giang và Dương Thanh Vàng. Lê Trang và Quỳnh Lập thì cứ ngồi kế bên vui vẻ và có thể gợi ý giúp đỡ cho những người bạn của mình. Đó là lượt đầu tiên, nếu như các em đoán đúng ngay mà không cần gợi ý, đoán chưa được thì anh sẽ cho một lời gợi ý. Đoán được thì mình sẽ có được 62,25 điểm, tương ứng với 75% số điểm. Hương Giang đã từng giúp những người đồng đội của mình thắng ngay từ cái lần đoán thứ hai. Trời, chị hay vậy chị Giang. Hay lắm. Nếu đoán chưa ra, mình đoán tiếp lần thứ ba. Đoán đúng thì mình sẽ có 50% số điểm là 41,5 nha. Và lần cuối cùng bằng 25% số điểm ban đầu, 20,75. Cũng là một cái số tiền thưởng khá cao nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một nhóm, không phải là một người nữa mà 2, 3, 4, 5 người gì đó. Họ đứng một tụ như một xóm kéo lên đây vậy đó. Mời các em cùng xem. Cái xóm này cử hai nhân vật này tới đây đại diện thôi. Mời các em giới thiệu. Hello everyone, I'm Joker. Joker. Hello everyone, I'm Joker. Sợ quá, sợ Joker. Hi, quá. I'm Harley Quinn. Harley Quinn. Nice to meet you. Ah. Nice to meet you. Halloween hả? Halloween đúng không? Harley Quinn á. Nghe gì? Hi, Halloween. Nice to meet you. Thôi bây giờ mình xem coi các bạn ấy trình diễn tiết mục gì nha. Mời các em thể hiện tài năng của mình đi nào. Okay, honey. It's me. Let's do it. Every corner, this is Gotham City. Killer truck, came and kidnapped you. Look that out, you kidding me.
everywhere, there ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Don't be broken for your life, cause that's a lost cause. Stakes, body armor, suicide board. It's the time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Say my name and I'm coming with the best. Everybody's running, homie, and only one girl. Cocaine, wifey. Sau khi mình nhìn các bạn ấy ở một cái cự ly gần hơn thì mình thấy thế nào? Chào hai bạn. Dạ chào anh chị ạ. Nói chung là chịu. Không biết được. Các bạn học cái tiết mục vừa rồi lâu chưa? Em đã chuẩn bị tiết mục vừa rồi khoảng 2 tuần. 2 tuần. Đúng rồi, tại vì nó cũng có một vài cái nó chưa có đều. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn là hoạt động cái lĩnh vực này luôn à? Nó gọi là lĩnh vực ảo diễn ảo giác hả? Dạ đúng rồi. Tụi em là bây giờ ở giác của cộng đồng ảo giác Việt. Nhưng mà bên trong đó là có cái phần mà bẻ khớp của cô gái kia nữa. Tụi em là một trong những người thành lập ra cộng đồng đó. Và tụi em trình diễn những bộ môn ảo giác, bẻ khớp và nhảy. Tại vì cái bộ môn bẻ khớp á, thì cần phải có cơ địa và phải có tập tự luyện từ nhỏ. Và nó phải nhiều yếu tố lắm. Hồi nãy á, bạn biểu diễn cái bẻ khớp của bạn á, thì nó có một kèm một tí ảo giác trong đó. Thực ra không như quý vị thấy là nó phải tới cái mức độ khủng khiếp mà bẻ xoay cả cái bàn tay, các bạn đã dùng ảo giác một tí, nhưng mà cũng cho thấy là các bạn này đã tập luyện khá nhiều với cái tay đó rồi. Tụi em đã đi diễn bao lâu rồi? Tụi em thì mới đi diễn cũng không lắm, khoảng được 2 năm thôi. 2 năm rồi. Tụi em thường diễn ở đâu? Tụi em thì diễn những event, sự kiện hoặc là những cái festival ngoài trời. Bây giờ Vàng đoán thử coi. Cho em đoán nha. Hai nhân vật này thì bạn nữ sẽ nhỏ tuổi hơn bạn nam, đang là 21, bạn nam có thể là 22, cộng lại là 43. 43 tuổi. Đây là dự đoán đầu tiên của đội Hương Giang và Dương Thành Vài. 43, đó là tổng số tuổi của hai em, đúng hay sai? Em xin trả lời là dự đoán của anh Vàng và chị Giang về số tuổi của tụi em là sai. Sai. Anh sẽ cho lời gửi đây. Ước lượng an toàn từ 40 cho tới 50. Trong cái khoảng đó đó. À thì mình cũng đang quyết định là trong khoảng đó. Thì dĩ nhiên là trong cái khoảng đó rồi. Thôi bây giờ như vậy nè, để mà các bạn đi tham gia vô cái nghề nghiệp này á thì chắc chắn là phải sau cấp 3 rồi. Đúng rồi. Và cái bộ môn này là cái bộ môn rất trẻ. Bộ môn là bộ môn trẻ. Đúng, bộ môn này là bộ môn trẻ. Và thứ hai là các bạn đang sinh hoạt trong đội nhóm trong có trường. Có thể đang sinh hoạt luôn. Em nghĩ là 44-45 á. 44 đi. Rồi, bây giờ mình đoán thế nào? 46 tuổi. 46 tuổi. Con số này chính xác hay không em? Em xin trả lời là dự đoán của anh Vàng và chị Hương Giang là sai. Sai. Oh. Anh sẽ cho em thêm một gợi ý nữa. Gợi ý thứ hai. Sự kiện đáng nhớ. Phim Cánh Đồng Hoàng. Wow. Ai đây ơi. Là một bộ phim nổi tiếng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Sến. Cái bộ phim này từ cái năm ra đời đến nay bao nhiêu năm là tổng số tuổi của hai bạn này? Đúng cộng rồi, lại. Anh coi phim nè nhưng mà không có biết năm ra đời. Đây là một trong những bộ phim thời kỳ đầu của điện ảnh Việt Nam. Một trong những bộ phim cực kỳ nổi tiếng. Trong phim này vai nữ chính là cô Thúy An, vai nam chính là chú Lâm Tới. Em nhớ là bộ phim này nó sẽ rơi vào khoảng 48, 49, 50 tuổi nè. Vậy thì như vậy nè, em sẽ chọn cái mốc cao nhất đi. Đúng không? 50 tuổi đi. 50. Mình có cái ước lượng là từ 40 đến 50 mà. 50. Câu trả lời của chị Hương Giang và anh Vàng là câu trả lời sai. Sai. Chúng ta mất đi cơ hội có được 41,5 điểm. Khó lắm, hóa trang như vậy là rất khó đoán. Đúng rồi. Gợi ý cuối cùng, ngôi sao đồng niên.
Ngô Thanh Vân. Trời ơi, 47 hay 48 đây? Không, khoan, 47 đúng không? 48 hả? Bình tĩnh, Ngô Thanh Vân sinh năm 1978. 78 là 41 hả? 87, Vân sinh năm 1977. Hình như nhớ là 1977. 1978, 1979 thì chắc chắn luôn. Thôi, rồi. Mệt quá, 40 tuổi. 40 tuổi, vậy là Hương Giang, Dư Thanh Vàng đã quyết định 40 tuổi. 40. Mời hai em. Em xin trả lời là câu trả lời của chị Hương Giang và anh Vàng là câu trả lời sinh năm 1978. 78 là 41 hả? 87. Sinh năm 1977. Hình như nhớ là 1977. 40 tuổi. Đúng. Tổng số tuổi của hai bạn này cộng lại là 40. Vậy thì tuổi của từng bạn là bao nhiêu? Em tên là Nguyễn Hương, năm nay em 17 tuổi. 17 tuổi, còn nhỏ. Hiện em đang là dancer và là ảo giác. Cảm ơn em, con Lê Đạt. Năm nay em như bạn Hương đã trừ ra thì em là 23 tuổi. 23 tuổi. Khen nhiều quá ha. Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã gây cho những người chơi là chị Giang, rồi anh Vàng, ngay cả anh Lập với chị Trang cũng vậy, rối não về cái độ tuổi của các em. Bởi vì tài năng như thế cứ nghĩ rằng sẽ lớn hơn, nhưng ai ngờ đâu ta nói tài không đợi tuổi là đúng, không các em? Cảm ơn các em rất là nhiều nha. Chúc các em thành công hơn nữa với công việc của mình. Chào tạm biệt. Và ngày hôm nay thì đội Hương Giang, một lần nữa Hương Giang đã giúp cho người chơi của mình chiến thắng ở cái vòng đặc biệt này. Số tiền thưởng mà dành cho Dương Thanh Vàng sẽ tương ứng với số điểm còn lại của đội các em nha. Chúc mừng hai em. Mời tất cả các bạn lên đây cùng với anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có một buổi trưa rất là vui cùng với nhau. Mặc dù có nhiều sự tranh luận, nhưng mà qua đó chúng ta cũng thấy rằng họ dễ thương như thế nào, họ duyên dáng ra làm sao. Và đó là cái điều mà những người nghệ sĩ luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả trong từng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Đoán Tuổi Như Ý cho Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện, phát sóng hàng tuần 11 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt.